Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình mới mua được một em mông lăng. Và em mông lăng này là một chiếc đã qua sử dụng với cái tính năng rất là hay để cho anh em chơi. Chiếc mông lăng này thì của mình thì thuộc dòng Heritage Chronometry. Và nó là một dòng có tính năng là Annual Calendar. Và đây là một chiếc đồng hồ khá là đẹp và chuẩn chỉ, wristwatch cho anh em nào mà mua để sử dụng hàng ngày đi làm. Mình sẽ có cái hộp phía trong. Đây, các bạn có thể thấy mã của nó ở phía ngoài có ghi rõ là 112534 mông lăng Heritage Chronometry, thép không gỉ 40mm đó, và sử dụng dây cao su đó, và đây là serial number. Chiếc này của mình thì còn nguyên đầy đủ hộp sổ thẻ và cái test certificate của mông lăng các bạn nhé. Đây, anh em có thể thấy là đây là cái test certificate mông lăng test 500 giờ. Chiếc này của mình thì sẽ có date vào khoảng 2021 đó. Với chiếc này thì trước đây thì ICF có cái thời gian là bán new hàng sách tay gray market, thì lúc đó thì nó sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 7x triệu là new, khoảng 7-8-7-9 triệu. Tuy nhiên là chiếc qua sử dụng này thì có cái mức giá nó hấp dẫn hơn khá là nhiều. Thì chiếc này thì hiện tại bên mình đang muốn để lại cho anh em với mức giá là 49.500.000. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây nâu của chủ cũ sử dụng các bạn nhé. Đi kèm cái này thì sẽ là hai sợi dây, đây là dây nâu này, đây là dây handmade màu nâu, và cá sấu này cũng là loại đẹp. Còn đây là dây zin. Dây zin của chiếc đồng hồ này thì chủ cũ không dùng, chắc là chỉ dùng một vài lần và sau đó là có bỏ ra. Thì dây zin còn tình trạng rất là mới và đẹp. Quay trở lại với chiếc đồng hồ chúng ta thì chiếc Heritage Chronometry này nó có sẽ có size là size, như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có size là size 40mm. Và nó có độ mỏng là 9mm các bạn nhé, 9.5mm. Và đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp trong tầm tiền. Các bạn có thể thấy là màu chủ đạo của nó là màu thép, với cái mặt số của chúng ta là mặt số bạc trải tia. Chúng ta sẽ có kim và cọc số vàng hồng, đó, rất là nổi bật. Trên mặt số của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều những cái subdial, trong đó là các bạn có thể thấy ở đây là logo mông lăng automatic. Ở ngay phía trên logo của chúng ta thì sẽ có một cái subdial moon phase. Ở phía bên phải này là subdial lịch ngày, phía bên trái của chúng ta là subdial lịch tháng, còn ở phía trên cùng là subdial lịch thứ. Chiếc này thì có tính năng là annual calendar, tức là sẽ cao hơn dòng complete calendar một chút, khi mà chúng ta sẽ chỉ phải chỉnh giờ, chỉnh ngày từ tháng 2 lên tháng 3 thôi. Một năm chúng ta sẽ phải chỉnh ngày một lần thôi. Còn những tháng còn lại 30 đến 31 ngày thì nó sẽ tự thay đổi được cái đó các bạn nhé. Đó. Kính sử dụng trên chiếc này là kính sapphire phẳng. Đó. Và phần thân hai bên thì chúng ta sẽ có những cái nút push button để chúng ta có thể chỉnh lịch. Bên này là ba nút các bạn nhé. Và bên này của chúng ta thì sẽ có một nút. Và núm chính của chúng ta thì sẽ có cái logo là bông hoa tuyết của mông lăng. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay một cái đáy hở, và đáy hở này sẽ giúp cho chúng ta sâu ra bộ máy. Bộ máy trên chiếc này thì được mông lăng ghi rõ ở cái củ vàng, đó là MB2918 ở đây. Các bạn có thể thấy là MB2918. Đó. Bộ máy này thì của chúng ta thì sẽ có là 25 chân kính, có 42 giờ tích cóp và sẽ có tần số là 4 Hz, tương đương 28.800. Bộ máy này thì được mông lăng đặt hàng Celita, nó bay trên dòng Celita SW300, và sau đó thêm cái module là lịch thường niên vào đó. Các bạn có thể thấy là bộ máy thì cũng được hoàn thiện rất là tốt, với những vân code ở Geneva và những vân đánh xoáy ở phía dưới. Ở đây chúng ta thấy logo mông lăng, độ chống nước 33, đến này Swissmade, tên dòng là Heritage Chronometry, thân thép không gỉ, và bên này là chúng ta sẽ có serial number và chứng nhận là 500 giờ. Đó. Phần thân của mông lăng thì sau khi giám đốc thiết kế của GLC qua làm việc tại mông lăng thì đã thiết kế rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là cái đáy này nó nhìn qua thì đơn giản thôi, nhưng mà nó đem đến cho chúng ta một cái hiệu ứng thị giác rất là tuyệt vời.
Và sợi dây da cá sấu trên chiếc mông lăng cũng là một điều mình đáng nói đến, đó là nó được sản xuất tại Ý. Nó ghi rõ đây là Made in Italy, mông lăng. Đó, và các bạn có thể thấy đây, đó, Florence này, quality Florence này. À, sợi dây này thì còn tình trạng còn rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là chắc là chỉ có đút vào khoảng tầm 2 đến 3 lần thôi. Còn dây còn nguyên. Khóa thì chúng ta sẽ có khóa gập với logo Montblanc. Khóa này cũng được làm bằng thép giống như phần thân các bạn nhé. À, chiếc này thì size 40mm và nó có cái lắc tu lắc loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 47. Đó, 47, 48. À, thì chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em tay khoảng 16cm. Chúng ta đeo sẽ rất là đẹp. Thì chiếc này hiện tại đang có sẵn tại bên mình với giá là 49.500.000. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Montblanc Heritage Chronometry Annual Calendar này thì anh em có thể liên hệ bên mình nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.